Nếu như có dịp du lịch tới đất nước Phần Lan, điều bất kỳ ai nhìn thấy đó là liệu pháp sông hơi ở đây được sử dụng rất phổ biến và nói như một hoạt động không thể thiếu của bất cứ người dân nào tại đất nước Bắc Âu này. Tại đây có rất nhiều cách thực hiện sông hơi khác nhau, nhưng có lẽ việc vừa sông hơi vừa ngắm cảnh thủ đô Helsinki lại là trải nghiệm mà không phải ai cũng có được. Trong số 5.000 người tham gia giúp thăm, chỉ có 300 người may mắn giành được cơ hội trải nghiệm dịch vụ vừa sông hơi vừa ngắm quang cảnh thủ đô Helsinki của Phần Lan. Sau khi ngồi trong khoang sông hơi, các hành khách sẽ được cần cẩu đưa lên độ cao 120m so với mặt đất. Dịch vụ này có tên là Horizon Sauna, tạm dịch là sông hơi ngắm đường chân trời. Xuất hiện sau khi một khảo sát thị trường cho thấy nhiều người dân có nhu cầu vừa sông hơi vừa ngắm cảnh.